Điện tử Hành Nguyễn xin chào tất cả các bạn anh em nhé. Bác tin rằng với sự đầu tư cả một bộ combo cao cấp như kia, thương hiệu như kia và số mã như kia, chưa bằng một đôi loa JBL 745. Thế nhưng mà cái chất âm cũng như cái hiệu quả đưa lại thì nó là đỉnh cao có âm thanh thế giới luôn nhá. Và ngày hôm nay thì Hành Nguyễn sẽ giới thiệu đến các bác một bộ combo đồng bộ đến tháng PV, được sản xuất tại Mỹ cho Mỹ. Đầu tiên là cặp loa PV có model là SB2XT và một đôi súp Compact 18. Thì đây là một combo do chính các kỹ sư của người Mỹ nghiên cứu và sản xuất ra để phối với nhau tạo ra một chất âm hay nhất, chất âm tuyệt vời nhất cũng như chất âm trong trẻo nhất. Thì khi nói về dòng PV ấy, thì cái đầu tiên các bác cảm nhận đó tiếng tép của anh rất sắc sảo, anh rất là sáng tươi và ngọt sắc. Tiếng bass âm mềm lún rộng và sâu, dài lời thì thoáng khi mà gào kê. Thế là quả súp thế của anh rất uy lực luôn nhá. Thì em có thể so sánh tạm này, các bác có thể hình dung được cái chất âm của dòng PV cũng như chất súp của PV. Thì với một cặp loa PV có model là SP2T này ấy, thì báo cáo bác nó sẽ sở hữu là thùng gỗ rất chắc nhá và bọc lễ. Thì tại sao PV luôn luôn cho cái tiếng bass nó mạnh mẽ? Thì lý do các bác là thùng nó sâu nhá, tức là cái thể tích thùng nó rất là sâu. Đấy, như vậy cái tiếng bass ra nó sẽ uỳnh 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 bụp bụp. Nếu bác nghe qua điện thoại ấy, thì tiếng mà bụp ấy thì khi bác nghe thực tế nó rất là mềm và nó xuống rất là sâu. Thì cái đời SP hay tên này nó chỉ có cho là Mỹ thôi nhá. Đấy, và thiết kế rất là đẹp. Nó là thùng nó chia làm hai ngăn, một ngăn chứa bát, bát là bát 40 từ 22 cộng 100, và một tép kèn họng lớn, tức là cái tép kèn nó là từ 14 họng 51. Do vậy cái lời nó ra rất là thanh thoát, rất là rộng rãi. Và hơn nữa thì cái dòng PV ấy, nó thiết kế cái phễu kèn ấy, nó là phễu kèn rất là dài và cái khả năng bẻ âm nó rất tốt bác nhá. Nó phổ âm có thể là 60 đến 140 tốc độ phổ âm ấy, nó rộng. Anh em phải đứng lệch sang trái phải thì cái trường âm nó ra nó vẫn phủ đầy phòng. Đấy, và cái đời này nó chỉ có rất là Mỹ thôi nhá. Một dòng PV rất là đẹp luôn và chỉ xanh, nó tạo cho cặp loa này nó nổi bật lên anh em nhá. Thùng thành đẹp chắc chắn, em mà quay kỹ anh em nhá. Đấy, thì đây là dòng PV nhá, SB2T và sản xuất tại Made in USA. Công suất của nó là 300W, 600W mà 1200. Vậy các bác rất dễ dàng ghép với những con đẩy công suất ví dụ tầm 400W bánh ra thôi nhá. Và có hai chế độ bánh, một là Biam, hai là Full Run. Full Run là bánh đầy đủ, còn Biam bánh riêng cho bát và tép. Đấy, cặp loa thì đẹp xuất sắc, bao nhìn tất cả trường mang. Mà cái đời này bác nhá, nó chỉ có sản xuất ở Mỹ thôi, nó không có nước thứ hai. Đấy, cho vậy là các bác nghe 15, 25, 35 và đến 50 năm sau thì chất âm nó cũng không bị thay đổi đúng không ạ? Không bị thay đổi theo thời gian. Mà tất cả những bác mà đã trải nghiệm loa PV ấy đều đánh giá vào dòng loa có mức độ đầu tư rất là thấp thôi. Thế nhưng mà cái hiệu quả nó đem lại đúng là tuyệt tác. Ví như cặp loa PV SB2T này thì các bác có thể so sánh với những cặp loa như 4735A nhá. Và 4735A là đẹp xuất sắc này thì giá là hơn 40 triệu một chút thôi nhá. Đấy, đẹp xuất sắc, long lanh hành đào, màng tươi nét nét này. Còn như màng rẻ hơn thì nó có thể dưới 40 triệu, còn đẹp xuất sắc này thì nó hơn 40 triệu một chút thôi nhá. Thì con này của anh ngang ngửa về chất bát, chất tép và chất lời cũng nhá. Đấy, karaoke thì tuyệt tác. Và tiếp theo đến thì anh Nguyễn giới thiệu bác về hai quả súp. Hai quả súp này thì nó đều sử dụng củ bát 50 thôi nhá, tức là có bát 18 này từ 220 cộng 100 zin đét cho các bác. Mà cái súp này nó là gọi súp hầm thôi nhá, nó rất là đẹp. Nó có một cái chỉ xanh, nó tạo lên loa này có một điểm nhấn vô cùng sang trọng. Bác nhìn không? Nếu bác nhìn tổng thể thì cái dòng kẻ xanh này của quả súp này nó kết hợp với dòng kẻ xanh của đôi loa này đúng không, nó tạo lên phải nói là một cái bức tranh về âm thanh, nó đẹp về hình thức đúng không, và nó hay chứ không. Đấy anh em nhá, đây mấy bát này bác nhìn rõ bát đấy, bao zin đét cho bác 100% luôn. Và quả súp này thì nó đánh ngang ngửa ấy, chất âm của 718. Những bác nào đã nghe những quả súp 718 đánh rồi ấy, thì chất súp ra rất là mềm, đánh là sâu, uy lực và nó ra rất là rộng âm. Tức là bác nghe gần, nghe xa và nghe giữa thì nó vẫn cứ hay. Những cái dàn này thì báo cáo bác cả combo này
thì nó chưa bằng một cái đôi loa 715 715 mà dạng xấu luôn không? Đấy thì bác nó chỉ tầm hơn 1 triệu cả combo này. Là anh em nào muốn mua lẻ phút cũng được có nhá, muốn mua lẻ súp cũng được, trong gia đình thì có thể các bác dùng một đôi phone như kia đấy cũng được. Nếu mà bao phòng tầm khoảng 4-5 mét vuông là anh em đảm bảo, nếu anh em không quá lặng lề về tiếng bát, đây em lặng lề tiếng bát nhá, thì bác chỉ cần đôi phone thôi, thì với quả loa phone kia nó đáp ứng đủ trước bác là cái tiếng bát rồi, bát sâu là anh mềm rồi, còn lời nó thì miễn đây bàn đúng không. Bác nào muốn nghe lặng hơn một chút thì có thể dùng một quả súp để pha vào, nó tạo ra những cái giải bát thấp, giải bát trầm để nó sâu hơn. Còn nếu bác nào muốn đẹp thì đầu tư cả một combo kia đúng không? Thứ nhất là làm cái để chê loa, và thứ hai là nó sẽ tạo ra tiếng bát rất là sâu sắc. Thì anh em chỉ cần một con đẩy 4 kênh thôi đấy, tầm chung quy là tầm 10 triệu 12 triệu anh em để đánh một cái dàn này thì đúng là hết điểm luôn. Mà bác sắm cái dàn này rồi thì em nghĩ là không phải nâng cấp, không phải thay đổi, mà không bao giờ phải tức là đổi cát, bởi vì cái chất âm của dòng loa này nó là tuyệt tác các bác nhá. Nó ví như đôi loa SP2T này tiếng nó không khác cái 473-15A, và quả súp kia thì không khác cái tiếng súp của con 718. Vậy nó sẽ kết hợp được những cái đỉnh cao nhất của Mỹ. Thực ra bác nhá, BV là một dòng loa rất nổi tiếng ở Mỹ mà người Mỹ người ta dùng rất là nhiều. Thứ nhất là cái giá thành đầu tư nó thấp, và thứ hai bác nhá thì nó tức là chất âm nó có thể nó rất hay, rất tuyệt vời. Khi bác nghe dòng nhạc mềm, nhạc mạnh nó đều thể hiện tốt. Thế nhưng ở Việt Nam mình thì thấy BV ấy là nó không được đẩy nhiều, nó không được đẩy mạnh. Thế do vậy bác cảm giác là BV không hay. Hoặc có thể các bác mà mua những cặp BV sản xuất China ấy, đấy ví dụ như BV CI32 hoặc là 72 ấy, thì cơ bản là tiếng nó rát mà nó mỏng tiếng, đánh nó phe tiếng. Khi bác nghe cái dòng loa ấy rồi thì bác không có cảm tình về loa BV. Đấy, nó giống như loa JBL nhái của Mỹ đấy. Thì khi bác nghe phải những cặp loa nhái thì nó sẽ làm mất cảm tình mình những cái thương hiệu nổi tiếng. Và đặc biệt những dòng loa BV thì bác nói, những anh em như Hải Phòng hay là những bác trong miền Nam ấy, người ta rất thích nghe. Vì tại sao? Bởi vì bác biết rằng trước năm 75 thì Mỹ là xâm lược chúng ta đúng không? Ở trong miền Nam thì họ đã đưa những cái loa máy ấy, từ Mỹ để sang để người ta nghe. Nên giải trí thì vậy, những người miền Nam ấy, người ta được nghe trước chúng ta, người ta cảm rất là hay rồi. Bây giờ thì có thể có những bác còn sống mà không còn sống, còn truyền lại thì người ta nghe người ta rất là đão nhất. Nhưng với dòng BV trong miền Nam là rất là ưa chuộng đấy. Những bác nào ở Bắc ấy thì đã được nghe một lần rồi ấy, thì đúng là phê luôn bác nhá, phê luôn không phải chịu được, phê như con tê luôn đấy. Thì đây là một bản không lời bác nghe, những cái đánh tanh cốp cốp và cát sáp rất đã tai. Tiếng bác đã xuống này ập ình. Thì báo cáo bác loa em thì bao zin cho anh em toàn bộ nhá, từ A đến Z luôn mà chạy hoàn hảo xuất sắc. Anh em nào cần hình ảnh em gửi cho nhá. Thì cả combo này chỉ có trên giá trên 40 triệu thôi bác nhá. Trên 40 triệu tức là một chút thôi. Đấy, trên 40 triệu một chút thì bác sở hữu được một bộ combo đẳng cấp rồi. Anh em chỉ cần con đẩy 4 kênh thôi, đúng không? Ghép vào một cái băng số và một bộ mic micro là anh em sở hữu được một cái bộ dàn này, có thể bao phòng anh em tầm 7-50 vuông vẫn đủ lực bát. Và cặp loa cái này anh em lắp lên những quán hát cho nhau nghe, hoặc là những quán cà phê nhá, hoặc là chơi ở sân vườn thì đúng là không chơi được nhá. Trong nhà cũng vậy, con này thì nó nghe bé hay và nghe to hay. Bây giờ mời bác sẽ nghe bản nhạc sàn nhá, rồi thể hiện đúng chất của BV luôn. Bác phải cắm lại phone nhá, áp lực của dòng này ra tới khoảng 130 decibel bác nhá, rất mạnh, rất sâu, rất là tức luôn. Lúc phê anh em nhá, khi mà bát ra giống như các bác kiểu như là bác nhảy vào cái đệm ấy, bật lên rồi rơi xuống ấy, rất là sướng. Sẽ đến phép nhiệm mong trong em khi em lại vừa dừng nắng nhẹ nàng em nên giấc ngủ dịu dàng trong em khi em gặp người khác nắng là con đường đi theo cơn gió tâm thơ bao đêm nắng đen không ngại buồn thầm nắng thề mặt trăm năm cứ hóa muộn phiền vội bóng đi cho em ta yêu lấy một người bình thường để ta cắm lại thôi, nghe tiếng bát nó buông, tiếng bát cả lời, lời nó phóng thôi nhá, rep nó đưa ra rất lanh canh.
Rồi, bây giờ người liệu có bình yên. Bây giờ là alo thử tiếng mic anh ạ, trong sáng nhá. Bác từng nghe tiếng mic này. 456 1 2 456. Bác nghe tiếng 6 nó xào xạc. Nó xào xạc, nó lẹt xẹt ở giải cao thì rất là mê hồn nhá. Giọng ca là bay thoáng. Hai nó rất ngọt mà nhá, nó khào khạt, nó hút mic, nó say sưa lòng người. Đấy, 4 thì tiếng bass nó rất ấm trầm ở đây. Thì đây là giọng loa có thể anh em hát cực kỳ hay, nghe nhạc cực phê và chơi được tất cả các dòng nhạc tại Việt Nam. 1 2 4 5 6 7 2 1 2. Mấy chiều bạn là soi bóng đường, một chiếc thuyền lá vội vã trở về, sông Nam bồng dài xanh như ngọc, vời vời mắt anh buồn tái tê. Xa xa mây phủ nghiêng hồng nên đã vàng hoa thành lờ bến sông, câu hát dần thương vương sóng nước, đò đây đò phải sang sông đến duyên em đi lấy chồng. Lại có nghe sướng không? Tiếng mic rất là bay nghe chưa? Hát thì cực nghe, đọc cũng hay rồi. Thế bộ này bác nào có nhu cầu đâu em nhá, có thể các mua lẻ loa cũng được, một đôi loa một cỏ sứt đâu nhá. Còn nếu bác làm có nhu cầu đầu tư cả thì có thể chơi combo này rất đẹp. Bác nhìn cái dọc chỉ không, rất là đẹp luôn. Anh cảm ơn các bác theo dõi video nhá, tạm biệt các bác ạ. Điện tử Hành Nguyễn xin chào tất cả các bạn anh em nhá. Bác tin rằng với sự đầu tư cả một bộ combo cao cấp như kia, thương hiệu như kia và số mã như kia chưa bằng một đôi loa JBL 745, thế nhưng mà cái chất âm cũng như cái hiệu quả đưa lại thì nó là đỉnh cao có âm thanh thế giới luôn nhá. Và ngày hôm nay thì anh Nguyễn sẽ giới thiệu đến các bác một bộ combo đồng bộ đến tháng PV được sản xuất tại Mỹ cho Mỹ. Đầu tiên là cặp loa PV có model là SB2XT và một đôi súp Compact 18. Thì đây là một combo do chính các kỹ sư của người Mỹ nghiên cứu và sản xuất ra để phối với nhau tạo ra một chất âm hay nhất, chất âm tuyệt vời nhất cũng như chất âm trong trẻo nhất. Thì khi nói về dòng PV ấy thì cái đầu tiên các bác cảm nhận đó tiếng tép của anh rất sắc sảo, anh rất là sáng tươi và ngọt sắc. Tiếng bass âm mềm lún rộng và sâu, giải lời thì thoáng khi mà gào kê. Thế là quả súp thế của anh rất uy lực luôn nhá. Thì em có thể so sánh tạm này, các bác có thể hình dung được cái chất âm của dòng PV cũng như chất súp của PV. Thì với một cặp loa PV có model là SP2T này ấy, thì báo cáo bác nó sẽ sở hữu là thùng gỗ rất chắc nhá và bọc lễ. Thì tại sao PV luôn luôn cho cái tiếng bass nó mạnh mẽ? Thì lý do các bác là thùng nó sâu nhá, tức là cái thể tích thùng nó rất là sâu. Đấy, cho lại tiếng bass ra nó sẽ uỳnh 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 bụp bụp. Nếu bác nghe qua điện thoại ấy, thì tiếng mà bụp đây thì khi bác nghe thực tế nó rất là mềm và nó xuống rất là sâu. Thì cái đời SP hay tên này nó chỉ có cho là Mỹ thôi nhá. Đấy, và thiết kế rất là đẹp. Nó là thùng nó chia làm hai ngăn, một ngăn chứa bát, bát là bát 40 từ 22 cộng 100, và một tép kèn họng lớn, tức là cái tép kèn nó là từ 14 họng 51. Do vậy cái lời nó ra rất là thanh thoát, nó là rộng rãi. Và hơn nữa thì cái dòng PV ấy, nó thiết kế cái phễu kèn ấy, nó là phễu kèn rất là dài và cái khả năng bẻ âm nó rất tốt bác nhá. Nó phổ âm có thể là 60 đến 140 tốc độ phổ âm ấy, nó rộng. Anh em phải đứng lệch sang trái anh phải thì cái trường âm nó ra nó vẫn phủ đầy phòng. Đấy, và cái đời này nó chỉ có rất là Mỹ thôi nhá, một dòng PV rất là đẹp luôn và chỉ xanh, nó tạo cho cặp loa này nó nổi bật lên anh em nhá, thùng thành đẹp chắc chắn. Em mà quay kỹ anh em nhá. Đấy, thì đây là dòng PV nhá, SB2T và sản xuất tại Made in USA. Công suất của nó là 300W, 600W và 1200. Vậy các bác rất dễ dàng ghép với những con đẩy công suất ví dụ tầm 400W bánh ra thôi nhá. Và có hai chế độ bánh, một là Biam, hai là Full Run. Full Run là bánh đầy đủ, còn Biam bánh riêng cho bass và tép.
đấy. Cặp loa này thì đẹp xuất sắc, bao nhìn tất cả trường mang. Mà cái đời này bác nhá, nó có chỉ có sản xuất ở Mỹ thôi, nó không có nước thứ hai. Nói chung vậy là các bác nghe 15, 25, 35 và đến 50 năm sau thì chất âm nó cũng không bị thay đổi, đúng không ạ? Không bị thay đổi theo thời gian. Mà tất cả những bác mà đã trải nghiệm nó như vậy đều đánh giá vào dòng loa có mức độ đầu tư rất là thấp thôi. Thế nhưng mà cái hiệu quả nó đem lại đúng là tuyệt tác. Ví như cặp loa BV SB2T này thì các bác có thể so sánh với những cặp loa như 4735A nhá. Và 4735A là đẹp xuất sắc này thì giá là hơn 40 triệu một chút thôi nhá. Đấy, đẹp xuất sắc, long lanh hành đào, màng tươi nét nét này. Còn như màng rẻ hơn thì nó có thể dưới 40 triệu. Còn đẹp xuất sắc này thì nó hơn 40 triệu một chút thôi nhá. Thì cặp loa này quánh ngang ngửa về chất mát, chất tép và chất lời cũng nhá. Đấy, karaoke thì tuyệt tác. Và tiếp theo đến thì anh Nguyễn giới thiệu bác về hai cỏ súp. Hai cỏ súp này thì nó đều sử dụng cổ bát 50 nhá. Tức là có bác 18 này, từ 220 đến 100 zin đét cho các bác. Và cái súp này nó là gọi súp hầm thôi nhá. Nó rất là đẹp. Nó có một cái chỉ xanh, nó tạo lên loa này có một điểm nhấn vô cùng sang trọng. Bác nhìn không? Nếu bác nhìn tổng thể thì cái dòng kẻ xanh này, cổ súp này nó kết hợp với dòng kẻ xanh của đôi loa này đúng không? Nó tạo lên phải nói là một cái bức tranh về âm thanh, nó đẹp về hình thức đúng không, và nó hay chứ không. Đấy anh em nhá, đây mấy bát này, bạn nhìn thấy rõ bát đấy, bao zin đét cho bác 100% luôn. Và quả súp này thì nó đánh ngang ngửa ấy, chất âm của 718. Những bác nào đã nghe những quả súp 718 đánh rồi ấy, thì chất súp ra rất là mềm, đánh là sâu, uy lực và nó ra rất là rộng âm, tức là bác nghe gần, nghe xa và nghe giữa thì nó vẫn cứ hay. Những cái dàn này thì báo cáo bác cả cái combo này thì nó chưa bằng một cái đôi loa 715 mà dạng xấu luôn không? Đấy thì bác nó chỉ tầm hơn 4 triệu cả combo này. Đã anh em nào muốn mua lẻ phút cũng được bác nhá, muốn mua lẻ súp cũng được, trong gia đình thì có thể các bác dùng một đôi phun như kia đấy cũng được. Nếu mà bao phòng tầm khoảng 4-5 mét vuông là anh em đảm bảo, nếu anh em không quá lặng lề về tiếng bát. Đây em lặng lề tiếng bát nhá, thì bác chỉ cần đôi phun thôi. Thì với quả loa phun kia nó đáp ứng đủ trước mắt và cái tiếng bát rồi, bát sâu rồi anh mềm rồi. Còn lời nó thì miễn đây bàn đúng không? Nếu bác nào muốn nghe lặng hơn một chút thì có thể dùng một quả súp để pha vào, nó tạo ra những cái giải bát thấp, giải bát trầm để nó sâu hơn. Còn nếu bác nào muốn đẹp thì đầu tư cả một combo kia đúng không? Thứ nhất là làm cái để kê loa và thứ hai là nó sẽ tạo ra tiếng bát rất là sâu sắc. Thì anh em chỉ cần có đẩy 4 kênh thôi. Đấy, tầm chung quy là tầm 10 triệu 12 triệu anh em để đánh một cái dàn này thì đúng là hết điểm luôn. Mà bác sắm cái dàn này rồi thì em nghĩ là không phải nâng cấp, không phải thay đổi, mà không bao giờ phải tức là đổi cát, bởi vì cái chất âm của dòng loa này nó là tuyệt tác các bác nhá. Nó ví như đôi loa SB2T này tiếng nó không khác cái 4735A, và có súp kia thì không khác cái tiếng súp của con 718. Vậy nó sẽ kết hợp được những cái đỉnh cao nhất của Mỹ. Thực ra bác nhá, BV là một dòng loa rất nổi tiếng ở Mỹ mà người Mỹ người ta dùng rất là nhiều. Thứ nhất là cái giá thành đầu tư nó thấp, và thứ hai bác nhá thì nó tức là chất âm nó có thể nó rất hay, rất tuyệt vời. Khi bác nghe dòng nhạc mềm, nhạc mạnh nó đều thể hiện tốt. Thế nhưng ở Việt Nam mình thì thấy BV ấy là nó không được đẩy nhiều, nó không được đẩy mạnh. Thế do vậy bác cảm giác là BV không hay. Hoặc có thể các bác mà mua những cặp BV sản xuất China ấy. Đấy, ví dụ như PVC 32 hoặc là 72 ấy, thì cơ bản là tiếng nó rát mà nó mỏng tiếng, đánh nó phe, nó phe tiếng. Khi bác nghe cái dòng loa ấy rồi thì bác lại không có cảm tình về loa PV. Đấy, nó giống như loa JBL nhái của Mỹ đấy. Thì khi bác nghe phải những cặp loa nhái thì nó sẽ làm mất cảm tình mình những cái thương hiệu nổi tiếng. Và đặc biệt những dòng loa PV thì bác nói, những anh em như Hải Phòng hay là những bác trong miền Nam ấy, người ta rất thích nghe. Vì tại sao? Bởi vì bác biết rằng trước năm 75 thì Mỹ là xâm lược chúng ta đúng không? Ở trong miền Nam thì họ đã đưa những cái loa máy từ Mỹ để sang để người ta nghe, nên giải trí thì vậy, những người miền Nam ấy người ta được nghe trước chúng ta, người ta cảm rất là hay rồi. Bây giờ thì có thể có những bác còn sống mà không còn sống, còn truyền lại thì người ta nghe người ta rất là đão nhất. Nhưng với dòng BV trong miền Nam là rất là ưa chuộng. Đấy, những bác nào ở Bắc ấy thì đã được nghe một lần rồi ấy, thì đúng là phê luôn, bác nhá, phê luôn không phải chịu được, phê như con tê luôn đấy. Đây là một bản không lời, bác nghe tiếng kép đánh tanh tanh, cốp cốp và chát chát rất đã tai. Tiếng bát xuống này ập ình. Thì báo cáo bác loa em thì bao zin cho anh em toàn bộ nhá, từ A đến Z luôn mà chạy hoàn hảo xuất sắc. Đây, anh em nào cần hình ảnh em gửi nhá, thì
thì cả combo này chỉ có trên giá trên 40 triệu thôi bạn nhá, trên 40 triệu tức là một chút thôi đấy, trên 40 triệu một chút thì các bác sở hữu được một bộ combo đẳng cấp rồi. Anh em chỉ cần con đẩy 4 kênh thôi đúng không, ghép vào một chiếc băng số và một bộ mic micro là anh em đã sở hữu được một cái bộ dàn này, có thể bao phòng anh em tầm 7-50 vuông vẫn đủ lực bát và cầm loa, cái này anh em lắp lên những quán hát cho nhau nghe hoặc những quán cà phê nhá, hoặc là chơi ở sân vườn thì đúng là không chơi được nhá. Trong nhà cũng vậy, con này thì nó nghe bé hay và nghe to hay. Bây giờ mời bác sẽ nghe bản nhạc sàn nhá, rồi thể hiện đúng chất của VV luôn. Bác này cắm lại cô nhá, áp lực của dòng này ra tới khoảng 130 decibel mấy nhá, rất mạnh, rất sâu, rất là tức luôn, lực phê anh em nhá. Khi mà bát ra giống như các bác kiểu như là bác nhảy vào cái đệm ấy, bật lên rồi rơi xuống thì rất là sướng. Giờ những phép nhiệm mong trong em khi em gặp người dùng nắng nhẹ nàng em nên giấc ngủ dịu dàng cho em khi em gặp người khác nắng là cùng đường đi theo cơn gió tâm thương bao đêm nắng đen không ngại mưa thầm nắng thề mặt trong nắng cứ hóa muộn phiền bóng bóng đi cho em ta yêu lấy một người bình thường để cắm này thôi, nghe tiếng bát nó buông, tiếng bát cả lời lời nó phóng thôi nhá, phép nó đưa ra rất lanh canh. Quá phê em nhá. Đấy, bây giờ người liệu có bình alo thử tiếng mic anh ạ, trong sáng nhá. Bác thử nghe tiếng mic này. 456 12 456. Bác nghe tiếng 6 nó xào xạc. Nó xào xạc, nó lẹt xẹt ở giải cao. Thì rất là mê hồn nhá. Giọng ca là bay thoáng. Hai nó rất ngọt mà nhá, nó khào khạc, nó hút mic, nó say sưa lòng người. Đấy, 4 thì tiếng bát nó rất ấm trầm ở đây. Thì đây là giọng loa, có thể anh em hát cực kỳ hay, nghe nhạc cực phê và chơi được tất cả các dòng nhạc tại Việt Nam. 1, 2, 4, 5, 6, 7 2, 1, 2. Mấy chiều bàn là sói bóng đường, một chiếc thuyền lá vội vã trở về, sông Nam bộc dài xanh như ngọc, vầy vầy mắt ai buồn tái tê, xa xa mây phù nghiêng hồng nê, đá vàng hoa thay lờ bến sông, câu hát dần thương vương sóng nước, đò đây đò phải sang sông đến duyên em đi lấy chồng. Lại có nghe sướng không? Tiếng mic rất là bay nghe chưa? Hát thì phải nghe, đọc cũng hay rồi. Thế bộ này bác nào có nhu cầu đâu em nhá, có thể các mua lẻ loa cũng được, một đôi loa, một cỏ sứt được nhá. Còn nếu bác nào có nhu cầu đầu tư cả thì có thể chơi combo này rất đẹp. Bác nhìn cái dọc chỉ không? Rất là đẹp luôn. Anh nghe cảm ơn các bác theo dõi video nhá. Tạm biệt các bác ạ. Điện từ Hành Nguyễn xin chào tất cả các bạn anh em nhá. Bác tin rằng với sự đầu tư cả một bộ combo cao cấp như kia, thương hiệu như kia và số má như kia, chưa bằng một đôi loa JBL 745. Thế nhưng mà cái chất âm cũng như cái hiệu quả đưa lại thì nó là đỉnh cao của âm thanh thế giới luôn nhá. Và ngày hôm nay thì Hành Nguyễn sẽ giới thiệu đến các bác một bộ combo đồng bộ đến tháng PV, được sản xuất tại Mỹ cho Mỹ. Đầu tiên là cặp loa PV có model là SB2XT và một đôi súp Compact 18. Thì đây là một combo do chính các kỹ sư của người Mỹ nghiên cứu và sản xuất ra để phối với nhau tạo ra một chất âm hay nhất, chất âm tuyệt vời nhất cũng như chất âm trong trẻo nhất. Thì khi nói về dòng PV ấy, thì cái đầu tiên các bác cảm nhận đó tiếng tép
của anh rất sắc sảo, anh rất là sáng tươi và ngọt sắc. Tiếng bass âm mềm lún rộng và sâu, dài lời thì thoáng khi mà karaoke. Thứ hai là quả súp thế của anh rất uy lực luôn nhá. Thì em có thể so sánh tạm này, các bác có thể hình dung được cái chất âm của dòng PV cũng như chất súp của PV. Thì với một cặp loa PV có model là SP2T này ấy, thì báo cáo bác nó sẽ sở hữu là thùng gỗ rất chắc nhá và bọc lễ. Thì tại sao PV luôn luôn cho cái tiếng bass nó mạnh mẽ? Thì lý do các bác là thùng nó sâu nhá, tức là cái thể tích thùng nó rất là sâu. Đấy, như vậy tiếng bass ra nó sẽ uỳnh 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 bụp bụp. Nếu bác nghe qua điện thoại ấy, thì tiếng mà bụp đấy thì khi bác nghe thực tế nó rất là mềm và nó xuống rất là sâu. Thì cái đời SP hay tên này nó chỉ có thương hiệu Mỹ thôi nhá. Đấy, và thiết kế rất là đẹp. Nó là thùng nó chia làm hai ngăn, một ngăn chứa bát, bát là bát 40 từ 22 cộng 100, và một tép kèn họng lớn, tức là cái tép kèn nó là từ 14 họng 51. Do vậy cái lời nó ra rất là thanh thoát, nó là rộng rãi. Và hơn nữa thì cái dòng PV ấy, nó thiết kế cái phễu kèn ấy, nó là phễu kèn rất là dài và cái khả năng bẻ âm nó rất tốt bác nhá. Nó phổ âm có thể là 60 đến 140 tốc độ phổ âm ấy, nó rộng. Anh em phải đứng lệch sang trái phải thì cái trường âm nó ra nó vẫn phủ đầy phòng đấy. Và cái đời này nó chỉ có là rất là Mỹ thôi nhá, một dòng PV rất là đẹp luôn và chỉ xanh, nó tạo cho cặp loa này nó nổi bật lên đấy, anh em nhá. Thùng thành đẹp chắc chắn, em mà quay kỹ anh em nhá. Đấy, thì đây là dòng PV nhá, SP2T và sản xuất tại Made in USA. Công suất của nó là 300W, 600W và 1200. Vậy các bác rất dễ dàng ghép với những con đẩy công suất ví dụ tầm 400W bánh ra thôi nhá. Và có hai chế độ bánh, một là Biam, hai là Full Run. Full Run là bánh đầy đủ, còn Biam bánh riêng cho bát và tép. Đấy, cặp loa này đẹp xuất sắc, bao nhìn tất cả trường mạng mà cái đời này bác nhá. Nó chỉ có sản xuất ở Mỹ thôi, nó không có nước thứ hai. Đấy, cho vậy là các bác nghe 15, 25, 35 và đến 50 năm sau thì chất âm nó cũng không bị thay đổi, đúng không ạ? Không bị thay đổi theo thời gian. Mà tất cả những bác mà đã trải nghiệm là PV ấy, đều đánh giá vào dòng loa có mức độ đầu tư rất là thấp thôi. Thế nhưng mà cái hiệu quả nó đem lại đúng là tuyệt tác. Ví như cặp loa PV SP2T này thì các bác có thể so sánh với những cặp loa như 4735A nhé. Và 4735A là đẹp xuất sắc này thì giá là hơn 40 triệu một chút thôi nhá. Đấy, đẹp xuất sắc, long lanh hành đào, màng tươi nét nét này. Còn như màng rẻ hơn thì nó có thể dưới 40 triệu, còn đẹp xuất sắc này thì nó hơn 40 triệu một chút thôi nhá. Thì cái này của anh ngang ngửa về chất bát, chất tép và chất lời cũng nhá. Đấy, karaoke thì tuyệt tác. Và tiếp theo đến thì anh Nguyễn giới thiệu bác về hai quả súp. Hai quả súp này thì nó đều sử dụng củ bát 50 thôi nhá, tức là có bát 18 này, từ 220 cộng 100 zin đét cho các bác. Mà cái súp này nó là gọi súp hầm thôi nhá, nó rất là đẹp. Nó có một cái chỉ xanh, nó tạo lên loa này có một điểm nhấn vô cùng sang trọng. Bác nhìn không? Nếu bác nhìn tổng thể thì cái dòng kẻ xanh này, của cái súp này nó kết hợp với dòng kẻ xanh của đôi loa này, đúng không? Nó tạo lên phải nói là một cái bức tranh về âm thanh, nó đẹp về hình thức, đúng không? Và nó hay chứ không? Đấy anh em nhá. Đây mấy bát này, bác nhìn thấy rõ bát đấy. Bao zin đét cho bác 100% luôn. Và quả súp này thì nó đánh ngang ngửa ấy, chất âm của 718. Những bác nào đã nghe những quả súp 718 đánh rồi ấy, thì chất súp ra rất là mềm, đánh là sâu, uy lực và nó ra rất là rộng âm. Tức là bác nghe gần, nghe xa và nghe giữa thì nó vẫn cứ hay. Những cái dàn này thì báo cáo bác cả combo này thì nó chưa bằng một cái đôi loa 715. 715 mà dạng xấu luôn không? Đấy, thì bác nó chỉ tầm hơn 1 triệu cả combo này. Là anh em nào muốn mua lẻ phút cũng được bác nhá. Muốn mua lẻ súp được. Trong gia đình thì có thể các bác dùng một đôi phun như kia. Đấy, cũng được. Nếu mà bao phòng tầm khoảng 4-5 mét vuông là anh em đảm bảo, nếu anh em không quá lặng lề về tiếng bát. Đây em nói lặng lề tiếng bát nhá, thì bác chỉ cần đôi phun thôi. Thì với quả loa phun kia nó đáp ứng đủ trước mắt là cái tiếng bát rồi. Bát sâu là anh mềm rồi. Còn lời nó thì miễn đây bàn, đúng không? Bác nào muốn nghe lặng hơn một chút thì có thể dùng một quả súp để pha vào, nó tạo ra những cái giải bát thấp, giải bát trầm để nó sâu hơn. Còn nếu bác nào muốn đẹp thì đầu tư cả một combo kia, đúng không? Thứ nhất là làm cái để kê loa, và thứ hai là nó sẽ tạo ra tiếng bát rất là sâu sắc. Thì anh em chỉ cần một con đẩy 4 kênh thôi,
đấy, tầm chung quy là tầm 10 triệu 12 triệu anh em để đánh một cái dàn này thì đúng không ạ? À, hết điểm luôn. Mà bác ấy sắm cái dàn này rồi thì em nghĩ là không phải nâng cấp, không phải thay đổi, mà không bao giờ phải tức là đổi cát, là vì cái chất âm của dòng loa này nó là tuyệt tác các bác nhá. Nó ví như đôi loa SP2T này tiếng nó không khác cái 473-15A, và có xúc kia thì không khác cái tiếng xúc của con 718. Vậy nó sẽ kết hợp được những cái đỉnh cao nhất của Mỹ. Thực ra bác nhá, BV là một dòng loa rất nổi tiếng ở Mỹ mà người Mỹ người ta dùng rất là nhiều. Thứ nhất là cái giá thành đầu tư nó thấp, và thứ hai bác nhá thì nó tức là chất âm nó có thể nó rất hay, rất tuyệt vời. Khi bác nghe dòng nhạc mềm, nhạc mạnh nó đều thể hiện tốt. Thế nhưng ở Việt Nam mình thì thực BV ấy là nó không được đẩy nhiều, nó không được đẩy mạnh. Thế do vậy bác cảm giác là BV không hay. Hoặc có thể các bác mà mua những cặp BV sản xuất China ấy, đấy ví dụ như BV C32 hoặc là 72 ấy, thì cơ bản là tiếng nó rát mà nó mỏng tiếng, đánh nó phe tiếng. À, khi bác nghe cái dòng loa ấy rồi thì bác không có cảm tình về là BV. Đấy, nó giống như loa JBL nhái của Mỹ đấy. Thì khi bác nghe phải những cặp loa nhái thì nó sẽ làm mất cảm tình mình những cái thương hiệu nổi tiếng. Và đặc biệt những dòng loa BV thì mới nói những anh em như Hải Phòng hay là những bác trong miền Nam ấy, người ta rất thích nghe. Bởi tại sao? Bởi vì bác biết rằng trước năm 75 thì Mỹ là xâm lược chúng ta đúng không? Ở trong miền Nam thì họ đã đưa những cái loa máy ấy, từ Mỹ để sang để người ta nghe, nên giải trí thì vậy những người miền Nam ấy người ta được nghe trước chúng ta. Người ta cảm rất là hay rồi. Bây giờ thì có thể có những bác còn sống mà không còn sống, còn truyền lại thì người ta nghe người ta rất là đão nhất. Với dòng BV trong miền Nam là rất là ưa chuộng. Đấy, những bác nào ở Bắc ấy thì đã được nghe một lần rồi ấy, thì đúng là phê luôn, bác nhá. Phê luôn không phải chịu được. Phê như con TT luôn đấy. Thì đây là một bản không lời bác nghe tiếng kép đánh tanh tanh cốp cốp và chát chát rất đã tai. Tiếng bass xuống ập ình ập ình. Thì báo cáo bác loa em thì bao zin cho anh em toàn bộ nhá, từ A đến Z luôn mà chạy hoàn hảo xuất sắc. Đấy, anh em nào cần hình ảnh em gửi nhá. Thì cả combo này chỉ có trên giá trên 40 triệu thôi bác nhá. Trên 40 triệu tức là một chút thôi. Đấy, trên 40 triệu một chút thì bác sở hữu được một bộ combo đẳng cấp rồi. Anh em chỉ cần có đẩy 4 kênh thôi, đúng không? Ghép vào một cái băng số và một bộ mic micro là anh em mà sở hữu được một cái bộ dàn này, có thể bao phòng anh em tầm 750 vuông vẫn đủ lực bát. Và gặp loa cái này anh em lắp vào những quán hát cho nhau nghe, hoặc là những quán cà phê nhá, hoặc là chơi ở sân vườn thì đúng là không chơi được nhá. Trong nhà cũng vậy, con này thì nó nghe bé hay và nghe to hay. Bây giờ mời bác sẽ nghe bản nhạc sàn nhá, rồi thể hiện đúng chất của BV luôn. Bác này cắm lại cô nhá, áp lực của dòng này ra tới khoảng 130 decibel bác nhá, rất mạnh, rất sâu, rất là tức luôn, lực phê anh em nhá. Khi mà bát ra giống như các bác kiểu như là bác nhảy vào cái đệm ấy, bật lên rồi rơi xuống ấy, rất là sướng. Bác thử nghe tiếng mic này. 456 12456. Bác nghe tiếng 6 nó xào xạc. Nó xào xạc, nó lẹt xẹt ở giải cao thì rất là mê hồn nhá. Giọng ca là bay thoáng. Hai nó rất ngọt mà nhá, nó khào khạt, nó hút mic, nó say sưa lòng người. Đấy, 4 thì tiếng bass nó rất ấm trầm ở đây. Thì đây là giọng loa có thể anh em hát cực kỳ hay, nghe nhạc cực phê và chơi được tất cả các dòng nhạc tại Việt Nam.
1 2 4 5 6 7 2 1 2. Mấy chiều bạn là soi bóng đường, một chiếc thuyền lá vội vã trở về, sông Nam một dài xanh như ngọc, vời vời mắt ai buồn tái tê. Xa xa mây phù nghiêng hồng nên đã vàng hoa thành lờ bến sông, câu hát dân thương vương sóng nước, đò đây đò phải sang sông đến duyên em đi lấy chồng. Lại có nghe sướng không? Tiếng Minh rất là bay nghe chưa? Hát thì cực nghe, đọc cũng hay rồi. Thế bộ này bác nào có nhu cầu đâu em nhá, có thể các mua lẻ loa cũng được, một đôi loa một cỏ sứt được nhá. Còn nếu bác nào có nhu cầu đầu tư cả thì có thể chơi combo rất đẹp. Bác nhìn cái dọc chỉ không, rất là đẹp luôn. Anh cảm ơn các bác theo dõi video nhá, tạm biệt các bác ạ.